nữ thông minh chẳng bao giờ hỏi đàn ông ba câu tối kỵ này, vừa tự hạ thấp bản thân mình vừa mất điểm trong mắt người ấy. Khi yêu, phụ nữ có hàng ngàn câu hỏi dành cho người yêu của mình nhưng đàn ông lại không phải là người kiên nhẫn để trả lời hết những câu hỏi. Đôi khi, những thắc mắc của bạn lại khiến anh ấy khó chịu và thậm chí là chán ngán. Tâm lý chung của rất nhiều phụ nữ là không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ ngốc nghếch. Vì vậy họ muốn chủ động nắm bắt tất cả mọi thứ thuộc về người đàn ông họ yêu. Nhưng không phải tất cả các câu hỏi phụ nữ quan tâm đều được đàn ông giải đáp hết. Đôi khi lại làm họ khó chịu và thậm chí là chán ngán. Vì vậy, khi yêu phụ nữ thông minh đừng nên hỏi đàn ông những câu hỏi nhạy cảm này vừa tự hạ thấp bản thân mình vừa mất điểm trong mắt người ấy. Anh đang ở đâu? Dù yêu nhau sâu đậm thế nào thì ai cũng có những khoảng trời riêng. Đừng nên quá chú ý đến đối phương mà bỏ qua bản thân. Bạn càng sợ mất tình yêu và muốn kiểm soát anh ấy liên tục sẽ làm anh ấy thấy bó buộc. Vì vậy, câu hỏi anh đang ở đâu đấy được lặp lại liên tục sẽ khiến phụ nữ tự đẩy mình vào trạng thái ngờ vực, thiếu an toàn. Họ càng quan tâm nhiều đàn ông càng muốn thoát ra. Khi một người đàn ông cảm thấy bị ràng buộc bởi một người phụ nữ, họ sẽ muốn rũ bỏ. Anh yêu cô ấy hay em nhiều hơn? Đây là sai lầm mà hầu hết phụ nữ mắc phải khi yêu. Khi phụ nữ hỏi đàn ông câu này, đó là sự thiếu tự tin, có khi còn tự hạ thấp mình. Nếu bạn có thể cảm thấy rằng người anh ấy yêu nhiều nhất là tình cũ thì bạn dừng lại mối quan hệ chứ đừng nói là nghi ngờ. Chúng ta đều biết trong chuyện tình cảm không ai hơn ai, ai cũng có quá khứ, ai cũng nhớ về hoài niệm. Do đó, nếu bạn hỏi một người đàn ông rằng anh ấy yêu ai hơn, điều này chắc chắn đang chạm vào điểm mấu chốt trong lòng anh ấy. Nếu câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, anh ta sẽ cảm thấy chán ghét, xem bạn tầm thường và nói nặng nề hơn là lắm chuyện. Thấy hạnh phúc hơn khi ở bên ai. Khi yêu, phụ nữ sẽ yêu hết lòng và muốn mình có vị trí duy nhất trong lòng người đàn ông ấy. Vì vậy đôi khi họ lại thốt ra những câu hỏi ngớ ngẩn ở bên em hay ở bên người yêu cũ anh thấy hạnh phúc hơn. Bạn phải biết rằng cảm xúc ở bên mỗi người là khác nhau. Ví dụ dễ hiểu nhất là đối với hai người bạn đều yêu quý là bố và mẹ mình. Thế nhưng, niềm vui khi ở bên bố không hề giống với niềm vui khi bên mẹ. Trong tình yêu cũng thế, tối kỵ nhất là sự so sánh. Đôi khi thích ai đó chỉ là một cảm giác, không có lý do. Nếu bạn cho anh ấy cảm giác thoải mái và vui vẻ, có thể anh ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ở bên bạn. Nhưng yêu đến mấy cũng không tránh khỏi muộn phiền khi bên nhau, nên nếu bạn hỏi anh ấy như vậy, có lẽ anh ấy không có câu trả lời. Nếu một người hài lòng với bạn thì không cần hỏi họ cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nó sẽ chỉ khiến đàn ông cảm thấy bực bội, không ngừng nghĩ đến những khoảng thời gian vui vẻ với bạn gái cũ và nhớ về những điều không vui khi ở bên bạn. Hãy là một người phụ nữ thông minh, có tự tôn và đừng làm giảm giá trị bản thân bằng những câu hỏi vô ích.